Hôm nay mình xin giới thiệu một cái sản phẩm phơ bàn. Đây là một cái mẫu phơ bàn nhỏ gọn ở cái tầm giá rẻ. Mình nghĩ nó là hay nhất trong cái phân khúc giá rẻ mà tầm khoảng cỡ 2 triệu. Thì nó là Vox Stormlab 2G anh em ha. Đây, Vox Stormlab 2G. Đây là hàng new full box hết ha, new full box. Và con này thì nó được là made in Zipang nha anh em. Đây, mở ra. Em sẽ thấy đây là cái user manual thôi. Đối với con này nó xài là màn hình nó xài led 7 đoạn thì mình sẽ nói sao, thì cái user manual này nó cũng khá là quan trọng để mình có thể là mình coi được tham khảo những cái thông số am cap và những cái khác. Để ở đây có một cái lưu ý cho anh em là lúc mở ra nè, anh em sẽ thấy nè. Ở đây nó sẽ có ghi nè. AA size nè ha. Có nghĩa là có 4 cục pin sẵn. Đó, thì mình để đây nó bằng cái tấm trắng này. Lọc này ra, anh em nhìn xuống thấy có 4 cục pin, đây là của nhà sản xuất tặng kèm ha. Thì đối với con này mình có thể sử dụng được hai nguồn, đó là adapter hoặc là pin. Thì nhà sản xuất bán cho mình, nhà sản xuất chỉ tặng kèm mình là 4 cục pin thôi. Còn shop như shop mình bán thì mình sẽ tặng kèm adapter cho anh em đầy đủ. Ở vậy nói là nhà sản xuất nói là không có adapter kèm theo nha anh em. Chỗ lắp pin nó sẽ nằm ở dưới cái tấm này, anh em sẽ dặn 4 cái nút này ra. 1 2 3 4. À, ha, mình chỉ cần dặn tay thôi cũng ra nữa nè, thấy không? À, anh em dặn ra bốn cái này ra nhả ra thì phía đây nó sẽ có lắp pin, thì có cực, mình chỉ cần là lắp 4 cục pin vào đó, thì lúc đó mình sẽ chơi không cần adapter luôn. Thì đối với con này nó sẽ có nút nguồn ha, nó không như những cái dòng khác của giống như Zoom G1 X-On hay hoặc là Mooer GE100 thì nó không có nút nguồn. Đối với này nó vẫn có nút nguồn cho mình rồi, và adapter thì ở vị trí này, input vào. Ở đây là output, kim luôn là phone. Anh em sẽ thấy là stereo hay mono thì có nghĩa là cái đầu khắc mình chơi là một khắc hay hai khắc á, thì nó sẽ ra âm thanh là mono hoặc stereo cho mình. Rồi. Đây, anh em thấy nó rất là nhỏ gọn ha. Con này rất là nhỏ gọn. Đây là cái bàn đạp pedal, mình muốn chọn nó là chức năng gì là có luôn. Rồi, ok. Đây là những cái nút nhấn nè. Rồi, mình sẽ giới thiệu sơ, bây giờ mình sẽ lên nguồn ha. Rồi sau đó mình nhấn cái nút nguồn. Rồi, anh em đợi một xíu. Rồi. Đây là cái giao diện chính lúc mà mình lên nguồn. Thì mình nói sơ về nó rất là dễ xài đối với con này. Thì cái mình nói về ba cái nút gạt trên, với ở đây anh em sẽ thấy là cái carry là cái chọn nè. Nếu mình bật về vị trí này nó sẽ có chữ ballad, đồng thời nó có chữ pedal ngoặc nhỏ bên trong, thì cái chữ nhỏ bên trong mình sẽ không nói, mình nói về cái chữ lớn bên ngoài thì trước ha. Thì ballad đây là cái tiếng mặc định. À, anh em sẽ thấy được cái tiếng mặc định có nghĩa là chơi ballad chẳng hạn, đó thì cái tiếng nó là cái gì. Thì trong cái ballad này anh em sẽ nhấn cái up và down này để chọn cái tiếng, có nghĩa là mình sẽ có được là trong một cái băng tiếng ballad mình sẽ có được 10 tiếng khác nhau từ 00 cho tới 09. Ok. Rồi, tương tự mình qua đây mình có là fusion hoặc là jazz, rồi mình có đây là bop ha, blue, rock and roll. Rock and roll đây 40 thì mình sẽ có từ 40 cho tới 49 chẳng hạn, là mình sẽ có những cái tiếng rock and roll. Rồi xong cái tới rock rồi hard rock rồi metal. Đây là những tiếng reset của nhà sản xuất, thì anh em thích cái nào cứ để đó chơi. Đó. Giả sử tới lúc mình chỉnh qua chế độ, mình giả sử mình nói mình đang để chế độ hard rock đi ha. Đó, đây cái tiếng 70 thì hai cái biến trở này là cái gì? Là cái gain. Cái gain để mình tăng cái tiếng độ xé của tiếng và cái value, cái giá trị hai này thì mình có tăng thì nó sẽ thay đổi cái tiếng không còn của mặc định của nhãn sức. Đó, đó là hai lúc này mình để tinh chỉnh. Đó. Rồi, tương tự. Cái đó là để mình chọn những cái tiếng reset ha. Đó. Rồi anh em anh em chú ý cái cuối cùng á là mình có cái author. Đây, cái author đây, rồi dặn qua bên đây. Thì ở đây để làm cái gì? Ở đây để cho anh em chọn cái biến trở này nè, cái nút này để cho mình chọn nó là cái gì. Biến trở này để mình chọn cái chức năng, đó là cái đầu out ra của nó. Ở đây là cái volume tổng ha. Và cái user là dành cho người dùng. Thì đối với là cái này nó sẽ có là cho người dùng mình 20 tiếng khác nhau để cho mình có thể cài đặt mình chơi. À, thì anh em sẽ thấy là 20 tiếng khác nhau á, là mình sẽ có từ U0. Đây, anh em sẽ U lớn nha. Đây, U0. Cho tới U9 này là mình được 10 tiếng. Rồi sau đó mình chuyển sang mình thấy U nhỏ cũng là U0. Cho tới U9 luôn là 10 tiếng nữa, là mình có 20 tiếng user dành cho người dùng.
Ví dụ mình thích những cái tiếng nào của nhà sản xuất á, mình tranh chỉnh sửa, sau đó mình có thể quay qua mình lưu lại ở những cái u này để mình chơi. Tại vì thường một phơ bàn đi chăng nữa anh em chơi nhiều lắm là 10 tiếng, 5-10 tiếng là đã rất là nhiều rồi. Thì mình thích tiếng nào mình chuyển qua cái user này để mình chơi. Ok, đây là vị trí dành cho user ha. Anh em chú ý cái bên trái này. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái đơn giản nhất đó là lên dây. Anh em sẽ thấy tuner đây là nhấn đồng thời. Rồi, ở đây là sẽ chuyển chế độ lên dây cho mình. Anh em sẽ thấy hai cái gạt đây là nó nằm ở giữa nè. Thì lúc lên dây này là có tiếng ha. Có nghĩa là ngay vị trí này còn có tiếng. À, mình muốn là thoát ra thì nhấn một cái thoát ra. Còn muốn anh em muốn lên dây tuner mà không tiếng thì anh em cũng nhấn đồng thời hai nút nhưng mà giữ lâu một xíu. Rồi sẽ thấy nó nhảy hai là nó nhảy xuống phía dưới ha. Cái nhảy xuống phía đây có nghĩa là mute ở đây anh em sẽ thấy nè. Bypass tuner nhưng mà hold to mute. À, có nghĩa là mình nếu mà mình giữ lâu thì nó sẽ thành mute cho mình, còn mình nhấn mà nó vừa chuyển sang thì nó không mute, nó ra tiếng ha. Ok, muốn thoát khỏi tuner thì chỉ cần lên đây nhấn một trong hai thì sẽ nhảy ra. Rồi ok, bên đây mình sẽ nói về một cái là cái nút này, nút là edit. Edit này để làm gì? Edit này để khi mà mình muốn chỉnh sửa những cái thông số bên trong một bản tiếng thì phải nhấn cái nút edit này. Giả sử đang ở chế độ U1 dành cho user, có nghĩa là mình dành về cho người dùng, cái bản tiếng này mình muốn chỉnh sửa cái am cái gì gì trong đó thì mình phải cần dùng tới cái edit này. Ok, và ở đây là cái nút này là để hai cái nút này để mình chọn những cái mod phía bên trong này. Đó, anh em có thể thấy là mình chọn mình cần chọn cái gì. Thí dụ mình sẽ nói sau một hồi tối mình sửa vô thì mình sẽ nói tiếp về cái này. Đó, và cái này anh em sẽ thấy có một chữ nữa là hold to right, là lúc mà mình chỉnh sửa xong rồi mình nhấn giữ đồng thời hai nút này, có nghĩa là mình lưu cái lại save á, anh em sẽ save nó lại. Đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cách làm tiếng cho anh em ha. Thì lúc mình cái biến trở mà mình dặn ở những vị trí này nó là của factory reset của nhà sản xuất ha. Những tiếng của nhà sản xuất, nhưng mà anh sẽ thấy thí dụ mình đang để chế độ rock thì bên đây nó sẽ có cái chữ mod này, anh sẽ thấy là có chữ mod đây, hoặc là dưới đây hard rock thì nó có chữ delay. Thì nếu mà chỉnh những chữ nhỏ đó khi mình bấm edit thì nó sẽ trở thành cái những chữ nhỏ đó. Giả sử mình nói đi cho nó đơn giản nè, mình quay qua user ha, mình qua U1. Bây giờ mình muốn là tinh chỉnh bên trong của U1 nè, mình nhấn chữ edit. Thì mình sẽ thấy U1 lúc này nó nhấp nhá nè. Thì đã cho mình tinh chỉnh, cách tinh chỉnh thì lúc này mình sẽ dặn về giả sử delay. Đây, mình dặn là vị trí delay. Thì anh em sẽ thấy ở đây nó có chế độ là E3. E3 nó là cái gì? E3 nó là chọn delay gì thì mình phải coi cái cuốn user manual này, còn không mình không coi mình có thể thử, mình thích cái nào là mình chọn cái đó. Ví dụ mình ở ba mình không thích thì mình chọn cái effect lên xuống của nó bằng cái loại effect nó, thì mình nhấn cái nút lên xuống này, anh em sẽ thấy effect time đây. Ok, nhấn lên nhấn xuống U4 có A1, A2, A3, A4, E1, E2, E3, E4. Bao nhiêu E vậy? Có rất nhiều, mình thích cái nào mình để đó. Giả sử mình chọn cái A1. Mình chọn A1 xong rồi thì bây giờ mình muốn chỉnh cái thông số của nó thì sao? Đây. Thì mình sẽ gạt cái nút này. Đó. Thì có nghĩa là cái nút đầu tiên của cái giá trị đầu tiên của cái biến trở mà mình chỉnh cái delay, và cái thứ hai cũng là vậy luôn. Đây có hai cái mod. Thì anh em chỉnh cái này mình sẽ ra cái tiếng, mình nghe cái tiếng nó khác nhau. Thì mình sẽ biết mình thích ở cái trạng thái nào thì mình giữ nguyên trạng thái đó thôi. Đó, rồi tương tự. Như mình chỉnh xong delay xong rồi, mình chuyển qua cái bên này. Đây là chế độ am. Thì nó đang sử dụng cái am C3. Thì cái am C3 này là để tạo cái tiếng clean hay tiếng gì mình thích, không thích C3 mình chọn cái khác thì mình sẽ nhấn đây. Ok. Đó, mình thích chọn cái am, có rất là nhiều am để chọn thì mỗi cái mình quýnh ra mình sẽ nghe cái sound nó khác nhau hết. Thì anh em thích cái nào để cái đó. Rồi thí dụ qua cái am này sẽ có thông số chỉnh cái gì? Đây thì mình sẽ chỉnh đây, thí dụ cái am thì nó phải có cái thông số bass treble của nó bất kỳ gì anh em sẽ chỉnh hai cái giá trị này. Rồi, tương tự cho những cái khác. Còn thí dụ mình tới cái cap đi. Mình đang ở U mà bây giờ U1. Nhưng mà đối với cái tiếng lên thì mình sân không cần phải xài cái cabinet. Chẳng hạn mình bỏ cabinet thì mình sẽ cho nó up. Muốn up cái này thì anh em nhấn đồng thời hai nút này ha. Đây, anh em sẽ thấy chữ up có nghĩa là không sử dụng cabinet, bỏ qua cabinet, mình qua cái modulation. Để giả sử nó là đang chọn là NC gì đó thì mình không chọn nó, nhấn hai cái nữa nó cũng up luôn. Rồi mình chỉ là lấy delay, đó thì delay có. Còn giả sử ốp rồi thì mình muốn mở lại thì sao? Mở lại thì cũng nhấn hai cái thì sẽ mở lại cho mình và chọn những cái shift khác nhau. Ok. Rồi. Sau khi tương tự
À, qua đây delay xong sẽ tới revert ha, revert xong sẽ tới cái đây là cái noise gate ha, noise gate là cái cắt nhiễu cho mình đó, nó rất là đơn giản thôi, nó cũng giống như một cái chuỗi effect bình thường vậy đó. Đó, còn thí dụ qua cái đầu tiên mình xin lỗi cái cuối cái đầu này là cái pedal nè đó, thì anh em sẽ chọn chế độ là CO này, nó viết tắt của cái thằng cơm để mà mình làm với mình cái volume này đó. À, ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ noise gate xong rồi mình sẽ tới cái carbon này ha. Đây thì là để là chọn cái biến trở này, để chọn cái đầu out output ra của cái cục phơ. Nó sẽ có những chế độ output cho mình, ví dụ anh em sẽ thấy là A1 nè, A2 nè, A3 nè và L nè. Thì nếu mà anh em đi chơi dàn lớn hoặc là tập ở nhà bất kỳ gì, có đường send return bất kỳ, thì A1, A2, A3 là những chức năng chọn về amp. Ví dụ cái amp nữa là amp thì amp có này có kia tùm lum hết, thì mình thường mình sẽ khuyên anh em là nên lấy cái thằng cuối cùng này là anh là nó có nghĩa là layout, thì mình đi biểu diễn ha, bất kỳ đi show đi siết thì ghim qua mixer này kia thì anh em cứ chọn layout hết, có nghĩa là lúc mình làm một bài tiếng quay qua tới đây cho nó là layout. Ok rồi, tới cái thằng biến trở này thì nó là cái gì, nó là cái volume tổng của cái bạc sao mình đang set. Ví dụ nãy con u này thì bây giờ mình muốn cái volume tổng của những cái tiếng này nó ra là hết lấu luôn, thì anh em thường á, anh em làm bất kỳ một cái tiếng nào á, anh em sẽ chọn cái này ở cái tầm là 10 hết chẳng hạn, thì để cho cái tiếng của nó không có lớn có nhỏ. Tất nhiên nó sẽ không chính xác là lý do là cái amp của mình á, cái thông số amp mình, ví dụ anh em chọn cái thông số amp của tiếng clean nó sẽ khác cái thông số amp của amp 2 gen. 2 gen thì cái tiếng nó sẽ sáng hơn, đôi lúc cái tiếng nó sẽ ra nó lớn hơn, và nó phụ thuộc vào tới lúc mình chỉnh hai biến trở đó nữa. Nhưng mà thường ý mình nói mình sẽ anh em sẽ chọn cái chế độ là thí dụ để cái này là để tầm 10 luôn, thì một xíu ra nó có chênh lệch đi chăng nữa thì mình có thể sử dụng cái pedal volume này, hoặc là tới đó mình có thể tinh chỉnh nhẹ lại cái volume tổng master của từng bạc tiếng thì mình sẽ sell lại thôi. À, giả sử mình chỉnh xong rồi cái này thì mình mới bắt đầu, hồi nãy là mình chỉnh layout ra hết rồi đúng không, volume mình cho là tầm 9 thôi. Rồi sau đó anh em muốn lưu lại sẽ dặn qua cái user, có nghĩa là nãy mình đang chỉnh sửa U1 nè, và mình đã chọn cái amp chỗ này chỗ kia, mình bỏ cái cabinet rồi mình không xài đồ này kia rồi, mọi cái ok, giờ muốn sell lại thì anh em sẽ nhấn giữ hai cái ha, nó sẽ hiện lên cái chữ SB là có nghĩa đã sell, à CB mình xin lỗi, à, có chữ CB có nghĩa là đã sell lại xong. Sau đó anh em muốn là hoàn thành thoát ra thì có nghĩa là nhấn edit một cái nữa. Đây, rồi ok, có nghĩa là đã chỉnh sửa xong cái phần U1. Ok, nó rất là đơn giản ha. À, sau đây mình sẽ tiến hành thử sao cho anh em nghe trên cái con Vox 2C này ha. Mình sẽ xét ở U0 nè, U lớn 0, đây là tiếng clean ha. Solo hay gì đó.
solo ha, solo bên cái sao cái chất sao của con Vox 2G này nó rất là hay luôn, nó phù hợp cho mình tập luyện ở nhà hay chơi gì, nó rất là đầy đủ. Cái tiếng của hệ tiếng của con Vox thì là nổi tiếng đó giờ, thì mình sẽ tặng kèm cho anh em một sản phẩm bán bên Abigo Tai Shop, thì mình sẽ tặng kèm là adapter ha, adapter đầy đủ như nãy mình đã nói từ đầu, đó là sản phẩm này hàng New Full Box thì nhà sản xuất chỉ tặng kèm là pin thôi, không có kèm adapter, nhưng mà bên mình bán thì sẽ tặng kèm adapter cho anh em cộng với lại set up sound cho anh em luôn. Mình sẽ set up ở bằng tiếng là U0, U1, U2, U3, U4, U5 tầm khoảng cỡ 6-7 tiếng, trong đó có clean nè, chorus nè, clean solo nè, override nè, metal lead nè, solo distortion chẳng hạn. Đó, như đó là mình có thể đi quấn show hay bất kỳ bào show tập luyện ở nhà là đầy đủ rồi. Còn anh em thích nữa thì anh em về anh em sẽ làm những cái khác ha. Đây mình sẽ tặng cho anh em xem clip này. Đó là một cái thông số của tiếng clean cũng rất là hay. Clean solo đi ha. Rồi, giả sử clean solo là ở thông số mà mình không nhớ rõ lắm. U1, U0. U2. Đây là clean solo. Rồi mình sẽ chọn cái edit. Ok, rồi anh em sẽ dặn qua bên này. Đây, vị trí này. Rồi, đây. Mình sử dụng là MC3 ha. Đây, hai thông số của nhấn hai nút này thì sẽ hiển thị hai thông số của hai này. Rồi, tới lô. Đó là hai thông số của hai này. Tới hai. Mình sẽ nhấn cái nút này là sẽ hiển thị là thông số mình xét. Rồi, cái cabinet thì mình up ha. Cái modulation cũng up ha. Cái delay thì mình sử dụng A3. A3, thông số A3 đây. Ok. Reverb mình sử dụng đây spring ha. Ok. Noise gate mình chọn là nhiêu đây. Author mình chọn là layout, output là 9 chấm. Ok, đó là xong cái sound của clean ha, clean solo. Rồi, anh em dặn qua đây thì chỉ là nhấn lưu rồi thôi, nãy mình chọn vậy rồi thì anh em cứ ấy theo trạng thái đó sẽ ra được tiếng clean solo rất là ok. Rồi ok, cảm ơn anh em. Nếu anh em có nhu cầu xin liên hệ Amigo Tai Shop ha, mình có số để điện thoại ở đây. Thì cái giá bán của con này thì mình bán là chỉ là 2 triệu anh em ha, 2 triệu Việt Nam đồng kèm adapter, tặng kèm bộ sao cho anh em luôn, rất là ok nha anh em. Rồi, anh em quan tâm liên hệ mình, hẹn anh em những clip sau, bye bye.